Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Salomon kết thân với Pharaoh vua Egypto, cưới con gái người, rước nàng về thành David, đợi xây cất xong cung điện riêng mình, đền của Đức Giê-hô-va và tường thành chung quanh Jerusalem. Dân sự hãy còn dâng của lễ trên các nơi cao, vì cho đến bấy giờ chưa có xây cất đền nào cho danh Đức Giê-hô-va. Salomon kính mến Đức Giê-hô-va và đi theo các luật lệ của David cha mình, song người dân của lễ và sông hương tại trên nơi cao. Vua đi đến Gabaon đặng dân của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất. Trên bàn thờ đó, Salomon dâng 1,000 con sinh làm của lễ thiêu. Tại Gabaon lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chim bao và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Salomon thưa rằng: Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tớ Chúa là David cha tôi, theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại, Chúa có giữ ơn lớn ấy cho người mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người y như đã có ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế David là cha tôi. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn là một dân đông vô số không thể đếm được. Vậy xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành, điều dữ. Vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Salomon đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Này, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến đổi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đổi trọn đời ngươi trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại, nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta như David cha ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm. Bây giờ, Salomon thức dậy, thấy là một điềm chiêm bao. Ngươi trở về Jerusalem, đứng trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ân, và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. Bây giờ, có 2 con bợm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói: Chúa tôi ơi, người đàn bà này và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó. Sau 3 ngày, người này cũng đẻ. Chúng tôi ở chung nhau, chẳng một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà, chỉ có 2 chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người này chết, bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya, người trỗi dậy, và trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi mà để nó nằm trong lòng mình, rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi. Sáng sớm, tôi thức dậy đặng cho con trai tôi bú, thì thấy nó đã chết. Nhưng sáng rõ, tôi nhìn nó kỹ càng, thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ. Người đàn bà kia trả lời rằng: Không phải vậy, vì đứa sống là con trai tao, đứa chết là con trai mày.
Song đàn bà này nói không phải vậy đâu, đứa chết là con trai mày, còn đứa sống là con trai tao. Hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua. Vua bèn phán rằng, người này nói đứa còn sống là con trai tao và đứa chết là con trai mày. Người kia nói không phải vậy đâu, song con trai mày ấy là đứa chết và con trai tao ấy là đứa sống. Vua bèn tiếp rằng, vậy hãy đem cho ta một cây gươm. Người ta đem cho vua một cây gươm. Vua lại phán, hãy chia đứa trẻ sống làm hai, phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia. Nhưng mẹ của đứa trẻ sống vì gan ruột cảm động thương yêu con mình, bèn tâu với vua rằng, ôi chúa tôi, xin hãy cho người kia con trẻ sống chớ giết nó. Nhưng người kia nói rằng, nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mày, hãy chia nó đi. Bây giờ vua cất tiếng phán rằng, hãy cho người này đứa trẻ sống, chớ giết nó, ấy là mẹ nó. Cả Israel đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đặng xử đoán công bình. Chương 4. Vua Salomon trị vì trên cả Israel. Này là các triều thần của người: Asaria, con trai thầy tế lễ Sa-đốc; Eliorep và Ahiya, con trai của Shisha làm ký lục; Jehoshaphat, con trai Ahilud làm thủ bộ; Benaya, con trai Jehoiada làm tổng binh; Sa-đốc và Abiatha làm thầy tế lễ; Asaria, con trai Nathan làm đầu các quan lại; Sa-bút, con trai Nathan làm tể tướng và là bạn của vua; Ahisha làm quan cai cung điện; và Adoniram, con trai Abda, coi việc cống thuế. Salomon có 12 người làm đầu quan lại cai trị cả Israel để cung cấp lương thực cho vua và cho nhà vua. Mỗi người trong một năm phải cung cấp một tháng. Này là các tên họ: con trai Hurơ coi về trong núi Ephraim; con trai Đê-ke coi về Ma-cát, Sha-an-bim, Bết-shemết và Elon của Bết-ha-nan; con trai Hê-sết coi về Arubot, người coi luôn Sô-cô và cả xứ Hê-phe; con trai Abinadab coi cả đồng cao Đô-rơ; Ta-phát, con gái Salomon là vợ người; Ba-ana, con trai Ahilud, coi Tha-anát, Megiddo và cả xứ Bết-she-an ở gần Sạc-han dưới Gít-re-en, từ Bết-e-sang cho đến A-bên-me-hô-la và cho đến khỏi bên kia dốc Mê-am; con trai Gê-be ở tại Ra-mốt của Ga-la-át, người coi thôn Giai-rơ ở trong Ga-la-át; Giai-rơ là con trai của Ma-na-xe, người cũng cai trị miền Ạc-gốp trong Ba-sang, 60 thành lớn có tường thành và then cửa đồng; Ahinadab, con trai Ido ở tại Mahanaim; Ahimát trong địa phận Nephtali, người cũng cưới một con gái của Salomon làm vợ tên là Bát-mát; Ba-ana, con trai Hushai ở trong xứ A-xe và A-lốt; Jehoshaphat, con trai Pharuác coi về Isaka; Shimei, con trai Ela coi về Benjamin; Gebe, con trai Uri coi về xứ Galaad. Thuở xưa vốn là xứ của Sihon, vua dân Amorit, và của Óc, vua Ba-san. Chỉ có một mình người làm đầu quan lại coi về cả miền này. Dân Juda và Israel đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi. Salomon cai trị trên các nước, từ sông Cái cho đến xứ Philippines, cho đến ranh Egypto. Các nước ấy đều tiến cống và phục Salomon trọn đời người. Lương thực của nhà Salomon cần dùng trong mỗi ngày là 30 cô rơ bột miếng lọc và 60 cô rơ bột miếng thường, 10 con bò mập, 20 con bò nơi đồng cỏ và 100 con chiên, không kể nai đực, hoàng dương, cà tông và vịt gà nuôi mập. Vả lại, Salomon cai trị trên các xứ ở bên này sông, trên các vua của mấy xứ đó,
từ Tiếp Sắc cho đến Gaza và người hòa hảo với các dân ở bốn phía. Trọn đời vua Salomon trị vì, dân Juda và Israel ăn ở yên ổn vô sự từ Đan cho đến Beersheba. Ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình. Salomon có 40,000 tàu để ngựa gác xe và 12,000 lính kỵ. Các người làm đầu quan lại, mỗi người một tháng, lo sắm sửa đồ cần dùng cho vua Salomon và cho hết thảy những người được nhận tiếp nơi bàn vua, chẳng thiếu chi hết. Họ theo phiên mình, mỗi người sắm sửa đem đến nơi vua ở, lúa mạch và rơm cho ngựa dùng để kéo và để cởi. Đức Chúa Trời ban cho Salomon sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển. Sự khôn ngoan của Salomon trỗi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương Đông và sự khôn ngoan của người Ai Cập. Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ethan, người Ezrahit, hơn Heman, Canh-côn và Đạt-đa là các con trai Ma-hôn. Danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh. Người nói 3,000 câu châm ngôn và làm 1,000 năm bài thơ. Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Liban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách. Người cũng có luận về loài vật, chim, loài côn trùng và cá. Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Salomon, và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người đều sai sứ đến. Chương 5. Hiram, vua Tyre, hay Salomon đã được sức dầu làm vua đặng kế vị cha người, bèn sai tôi tớ mình đến cùng người, vì Hiram vẫn yêu mến David luôn. Salomon sai sứ nói với Hiram rằng: Vua biết rằng David thân phụ tôi, không cất được một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, vì cớ chinh chiến thù nghịch vây tứ phía người, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đã khiến chúng nó phục dưới chân người. Nhưng bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã ban cho tôi bình yên tứ phía, chẳng còn cừu địch, chẳng còn tai họa. Vậy, tôi tính cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, theo như Đức Giê-hô-va đã phán cùng David cha tôi mà rằng: Con trai ngươi mà ta sẽ khiến ngồi trên ngai ngươi kế vị ngươi sẽ cất một cái đền cho danh ta. Vậy bây giờ, xin vua hãy truyền cho đầy tớ của vua đốn cho tôi cây bá hương trên núi Liban. Tôi cũng sẽ truyền cho các đầy tớ tôi, giúp đỡ các đầy tớ vua, và tôi sẽ phát cho vua công giá của họ tùy theo vua sẽ định, vì vua biết rằng chẳng ai trong chúng ta thạo đốn gỗ như dân Sidon. Khi Hiram nghe lời của Salomon thì mừng lắm mà rằng: Ngày nay đáng khen ngợi thay Đức Giê-hô-va vì đã ban cho David một con trai khôn ngoan để trị vì dân sự lớn này. Hiram bèn sai sứ đáp lời cho Salomon rằng: Tôi đã nghe được lời vua sai nói với tôi. Mọi điều vua ước ao về gỗ bá hương và gỗ tòng thì tôi sẽ làm hết. Các đầy tớ tôi sẽ kéo gỗ ấy từ Liban đến biển, đóng bè thả biển cho đến nơi vua sẽ chỉ cho. Ở đó tôi sẽ xả nó ra và vua sẽ nhận lấy đem đi. Còn vua sẽ làm cho thỏa ý tôi mà cấp lương thực cho nhà tôi. Vậy Hiram cấp cho Salomon gỗ bá hương và gỗ tòng bao nhiêu tùy người muốn. Còn Salomon cấp cho Hiram 20,000 cô rơ lúa mạch dùng làm lương thực cho nhà người và 20 cô rơ dầu rất trong. Đó là số Salomon cấp cho Hiram mỗi năm. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho Salomon y như Ngài đã hứa với người. Hiram và Salomon hòa nhau và lập giao ước với nhau. Vua Salomon chiêu mộ trong cả Israel những người làm sâu, số là 30,000 người, sai họ đi đến Liban, thay phiên mỗi tháng 10,000 người. Họ ở một tháng tại Liban và 2 tháng nơi nhà mình. Adoniram quản xuất người làm sâu. Salomon còn có 70,000 người khiêng gánh và 80,000 người đẽo đá trong núi, không kể những đốc công, số là 3,300 người mà Salomon đã đặt coi sóc công việc và sai khiến dân làm việc. Vua truyền họ lấy đá lớn, đá quý giá mà đẽo đi,
đặng dùng làm nền của đền thờ. Các thợ của Salomon và của Hiram với người Gibelit đẽo đá và dọn cây cùng đá đặng cất đền. Chương 6. Xảy ra năm 480 sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập là năm thứ tư của Salomon trị vì trên Israel, nhằm tháng Sip, nghĩa là tháng thứ hai, thì người cất đền của Đức Giê-hô-va. Cái đền mà vua Salomon cất cho Đức Giê-hô-va bề dài có 60 thước, bề ngang 20 thước và bề cao 30 thước. Cái hiên cửa ở trước đền bề dài 20 thước bằng bề ngang của đền và rộng 10 thước ở trước đền. Vua cũng làm cho đền những cửa sổ có song, khuôn cây. Người cất những tầng lầu dựa vào vách tứ phía đền, tức là dựa vào vách chung quanh đền thờ và nơi thánh, cũng làm những phòng chung quanh đền. Tầng dưới rộng 5 thước, tầng giữa rộng 6 thước và tầng trên rộng 7 thước. Vì vua cất sụt lui các vách vòng ngoài nhà, đặng tránh sườn xà hoành đâm vào vách đền. Khi cất đền, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đang khi cất. Cửa vào các phòng tầng thứ nhì, ở bên phía hữu của đền, người ta đi lên tầng giữa bởi một cái thang khu ốc, rồi từ tầng giữa lên tầng thứ ba. Khi cất đền xong thì Salomon lợp nó bằng đòn tay và ván gỗ bá hương, cũng cất những tầng lầu cao 5 thước dựa vào tứ phía đền, dính với nhà bởi cây đà bá hương. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng: về nhà này mà ngươi đang xây cất, nếu ngươi vâng theo các luật lệ ta, noi theo các mạng lệnh ta, giữ và đi trong hết thảy các điều răn của ta, thì ta sẽ vì ngươi làm hoàn thành lời ta đã hứa cùng David cha ngươi. Ta sẽ ngự giữa dân Israel, chẳng hề bỏ Israel là dân ta. Ấy vậy, Salomon xây đền và làm cho hoàn thành. Người lấy ván bá hương đóng vách phía trong đền, từ đất cho đến trần, và lót nền đất bằng ván cây tùng. Từ cuối phía trong đền 20 thước, người đóng ngăn bằng ván bá hương từ nền cho đến trần, đặng làm nơi chí thánh. Còn 40 thước kia làm tiền đường của đền thờ. Ở phía trong đền có gỗ bá hương chạm hình dưa ác và hoa mới nở, toàn là gỗ bá hương, không thấy đá. Còn nơi chí thánh, Salomon đặt ở phía trong đền, tận cuối trong, đặng để hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại đó. Phía trong nơi chí thánh có 20 thước bề dài, 20 thước bề ngang và 20 thước bề cao. Người bọc nó bằng vàng ròng và cũng bọc vàng bằng thờ bằng cây bá hương nữa. Salomon bọc vàng ròng tuồng trong của nhà và lấy xiềng vàng giăng trước nơi chí thánh và bọc bằng vàng. Người cũng bọc vàng toàn cả nhà, người cũng lót vàng khắp mặt bàn thờ ở đằng trước nơi chí thánh. Người làm cho nơi chí thánh hai cherubim bằng gỗ olive, bề cao 10 thước. Cánh này và cánh kia của mỗi cherubim có 5 thước, thế là 10 thước từ chót cánh này tới chót cánh kia. Cherubim thứ nhì cũng có 10 thước. Hai cherubim đều đồng một cỡ và một dáng với nhau. Cherubim này có 10 thước bề cao và cherubim kia cũng vậy. Salomon để hai cherubim tại nơi chí thánh ở trong cùng của đền. Cánh xòe ra thế nào cho một cánh của cherubim thứ nhất đụng trong vách này và một cánh của cherubim thứ nhì đụng vách kia. Còn hai cánh khác đều đụng nhau tại giữa nơi chí thánh. Người cũng bọc vàng cho hai cherubim. Bốn phía vách đền, phía trong và phía ngoài, Salomon khiến chạm nổi lên hình cherubim, cây chà là và hoa nở, cũng phủ đất nhà bằng vàng bề trong và bề ngoài. Tại chỗ vào nơi chí thánh, người làm một cái cửa hai cánh bằng gỗ olive, thanh và cột choáng 1/5 của mặt tiền. Người khiến chạm nổi lên trên hai cánh cửa bằng gỗ olive ấy những hình cherubim, cây chà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên hình cherubim và hình cây chà là. Về cửa đền thờ,
người cũng làm cột bằng gỗ olive, choáng hết 1/4 của vách. Lại làm 2 cánh cửa bằng gỗ tòng, mỗi cánh có 2 miếng trám khép lại được. Salomon khiến chạm nổi lên những hình cherubim, cây chà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên các vật chạm trổ. Người xây tường hành lang phía trong bằng 3 hàng đá chạm và 1 hàng cây xà gỗ bá hương. Năm thứ 4 nhằm tháng Xiếp, cái nền của đền thờ Đức Giê-hô-va đã đặt. Năm thứ 11 nhằm tháng Bu-lơ, nghĩa là tháng 8, đền thờ hoàn thành trong mọi phần nó theo kiểu đã ra. Salomon cất đền hết 7 năm. Thi Thiên 110. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việc về sự năng lực ngươi. Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi, như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Đức Giê-hô-va đã thề không hề đổi ý rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo bang Men-chi-xê-đét. Chúa ở bên hữu ngươi sẽ chà nát các vua trong ngày Ngài nổi giận. Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết, cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn. Ngài sẽ uống nước khe trong đường và nhân đó ngước đầu lên. Chương 13. Vừa khi Ê-phra-im nói ra, người ta run rẩy. Nó đã lên mình trong Israel. Nhưng sau khi vì cớ ba anh mà phạm tội thì nó chết mất. Vả bây giờ chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng thêm, dùng bạc làm những tượng đúc cho mình, những hình tượng theo trí khôn mình. Cả sự đó là công việc của thợ khéo. Người ta nói về chúng nó rằng: Để mặc kẻ dân của lễ hôn bò con. Vậy nên chúng nó sẽ giống như mây ban mai, như móc buổi sáng tan đi lúc sớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đạp lúa, như khói bởi ống khói thoát ra. Nhưng mà ấy chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô. Và ngoài ta, ngươi chớ nên nhìn biết thần nào khác. Ngoài ta, không có đấng cứu nào khác. Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan. Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ, và được no nê rồi, thì chúng nó sinh lòng kiêu ngạo. Vậy nên, chúng nó đã quên ta. Vì thế, ta đối với chúng nó sẽ như là sư tử. Ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường. Ta sẽ vồ trên chúng nó như con gấu cái bị cướp mất con nó. Ta sẽ xé cái bọc lòng chúng nó và sẽ nuốt chúng nó ở đó như sư tử cái. Thú rừng sẽ xé chúng nó. Hỡi Israel, sự bại hoại của ngươi, ấy là tại ngươi giấy loạn nghịch cùng ta, tức là đấng giúp ngươi. Vậy vua ngươi ở đâu, hầu cho người giải cứu ngươi trong hết thảy các thành? Nào những quan xét ngươi là những người mà ngươi nói với rằng: Hãy cho tôi một vua và các quan trưởng. Ta đã nhân cơn giận mà ban cho ngươi một vua, và đã nhân cơn giận mà cất đi. Sự gian ác của Ê-phra-im đã ràng buộc, tội lỗi nó đã giấu đẻ. Sự đau đớn của đàn bà sinh đẻ sẽ đến trên nó. Nhưng nó là con trai không khôn ngoan, vì đến kỳ rồi, nó không nên chậm trễ ở trong dạ con. Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mày ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự hủy hoại mày ở đâu? Ôi, sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta. Ví dầu Ê-phra-im có đậu trái giữa anh em nó, nhưng gió đông sẽ dậy, tức là hơi thở của Đức Giê-hô-va lên từ đồng vắng, sẽ đến làm khô các suối và cạn các mạch nước. Kẻ nghịch sẽ cướp những kho tàng chứa mọi khí mạnh quý báu. Samari sẽ mang tội nó, vì nó đã giấy loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời mình. Chúng nó sẽ ngã bởi gươm, các con trẻ chúng nó sẽ bị dập nát, và những đàn bà của chúng nó có thai sẽ bị mổ bụng. Chương 14.
Hỡi Israel, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là tại tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã. Các ngươi khá lấy lời nói trở lại cùng Đức Giê-hô-va, khá thưa cùng Ngài rằng, xin cất mọi sự gian ác đi và nhậm sự tốt lành. Vậy, chúng tôi sẽ dâng lời ngợi khen ở môi chúng tôi thay vì con bò đực. Assyri sẽ không giải cứu chúng tôi sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa. Không nói với đồ bởi tay chúng tôi làm ra mà rằng, các ngài là thần của chúng tôi. Vì ấy là trong ngài mà kẻ mồ côi tìm thấy sự thương xót. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó, vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi. Ta sẽ như là sương móc cho Israel. Nó trổ hoa như bông huệ và đâm rễ như li ban. Những nhánh nó dang ra tận xa. Sự sinh tốt của nó sẽ giống như sự sinh tốt của cây olive. Mùi thơm của nó như mùi thơm của li ban. Những kẻ ngồi dưới bóng nó sẽ trở về. Chúng nó sẽ tỉnh lại như cây lúa. Chúng nó sẽ trổ hoa như cây nho, và mùi thơm chúng nó sẽ như rượu li ban. Ephraim sẽ nói, ta với những thần tượng có sự thông đồng gì được nữa sao? Ta đã trả lời và sẽ đoái xem nó. Ta như là một cây tùng xanh, bởi ta mà sinh ra hoa trái ngươi. Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự này? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.